Bên Tâm vừa có một con Fortuner mới xuất hiện, cập nhất Việt Nam anh chị. Theo Tâm nghĩ là xe này chắc là cập nhất Việt Nam là có cơ sở nha anh chị. Tới thời điểm hiện nay, Fortuner màu vàng cát, một đời chủ mua mới, còn đủ 3 chìa khóa, đó chưa sang tên cho ai hết, và mới lăn bánh được 75 ngàn anh chị. Vỏ là 5 cái còn theo xe, bánh xe cua là mới hạ có một hai lần vậy thôi, còn dày cui luôn. Chất xe anh chị coi nè, quá mới anh chị ơi, nó xuất sắc luôn nha anh chị. Sản xuất năm 2012, lăn bánh chuẩn là 75 ngàn, 5 vỏ theo xe, sơn rin thì còn chắc khoảng 80% nha anh chị. Chất xe thì tuyệt đẹp, từ gầm bệ, máy móc, đèn đuốc, nội thất, ghế nỉ, túp lô, túp bi. Tâm sẽ chi tiết cho anh chị coi. Ví dụ như anh chị coi cái đèn nè, đèn theo xe, chưa hề đánh bóng, chưa hề xì ba gì hết mà nó mới vậy. Còn xe mà cái đèn mới tinh mà đánh bóng thì nói làm gì nữa ha. Xe này màu vàng cát, một chủ mua mới từ đầu nha anh chị. Sơn rin còn trên 80%, đăng kiểm thì còn tới 2025 anh chị. Mặt ca lăng nè, xe này mẫu mới rồi, 2012 mẫu mới rồi. Đó, anh chị thấy không, mâm mới rồi, mâm đa chấu rồi ha. Mâm đa chấu mẫu mới 2012, mặt ca lăng 4 tầng, đèn đuốc sáng trưng. Cái này bên Tâm bán cho anh chị là 318 triệu. Anh chị vừa nghe cái giá này chắc là anh chị sẽ bị giật mình. Giật mình là nguyên do ô sao mắc quá ha, thế này thế kia. Nhưng mà chưa chắc gì Tâm đảm bảo với anh chị luôn. Có tiền mà mua được cái xe giống vậy nha anh chị. 5 vỏ theo xe hết, còn giày dập luôn chị ơi. Đây, 2012. Tâm cho anh chị coi 5 cái, kể cả cái bánh xe cua luôn nha. Tuần thứ 38 2012 nè. Đó, rung cái điện thoại là vỏ nè. Đó, vỏ đó anh chị. Lai cảng, mí cảng nào, nói chung là sơn rin cũng còn rất là nhiều. À, thường thì Innova thì Sài Gòn thì người ta hay bị trầy xước anh chị nên tuốt, chứ đúng ra xe này ở Bình Dương là sơn rin dữ lắm. Xe này ở Sài Gòn anh chị nhìn cái vỏ theo xe nè, 5 cái vỏ theo xe hết, tuần thứ 38 2012 hết nha anh chị. Cái này có gọi là cập nhất không anh chị? Không cập nhất cũng cập nhì ha, tuần 38 2012, lòng dè bọng dè nè, còn mới dữ lắm. 318 triệu anh chị, với con xe Innova 8 chỗ ngồi màu vàng cát. Anh chị đi tìm xe đẹp thì đến chốt con xe này, còn nếu mà anh chị đi tìm cái xe bình thường thì hiện giờ Tâm chưa có. Tâm mới mua được cái xe này cảm thấy quá vui luôn chị ơi, quá vui quá mừng luôn, bởi vì em ấy quá chất lượng. Là hai cái vỏ bên phụ, còn đây là hai cái vỏ bên tài. Đây, tuần thứ 38 2012, vậy không, bánh xe cua còn dày dập luôn. Tâm đang mở ra rửa bánh xe cua nè anh chị. Cũng là tuần thứ 38 2012 luôn nha anh chị. Xe về thì phải vệ sinh rửa ráy lại hết nha. À, được cái tướng xe này thì tuyệt vời rồi. Anh chị thấy cái tướng xe này anh chị không chê được luôn. Rồi cái mức độ mượt mà của cái máy cũng đã lắm. Đây, tuần thứ 38 2012 là 5 vỏ theo xe hết nha chị. Chất vỏ thì nó chỉ vậy thôi, nhưng mà nếu mà thay mới thì 4 cái vỏ này thay mới nó khoảng 4 triệu, 4 triệu mấy anh chị. Nhưng mà không có thay, để về nó còn chạy êm ru à. Thay thì nó hơi bị lãng phí ha. Thứ nhất là cái chất của nó là đúng, thứ hai nữa là đang còn chạy êm mà thay làm gì. Còn cái nỉ ở trong đây là còn mới nguyên luôn, nỉ ở trong còn, lúc chủ xe họ mua về là họ bọc lại luôn nha anh chị nè, nỉ nè ha. Trần vẫn giữ nguyên ha, chưa bọc lại 5D là mừng rồi anh chị, là mừng rồi. Rồi cho anh chị nhìn cái vô lăng đó, cái vô lăng nè. À, là bên bên phải, bên trái nó kinh khủng anh chị. Không hiểu sao mà chủ họ giữ được cái xe này cũng đáng nể anh chị ha. Cục số
cái điện thoại nó không gom, gom lại anh chị, gom lại. Nói chung là xe cọp lắm. Màn hình cam ve, táp lô, táp bi, phím bấm. Có Nova nào mà phím bấm nó còn dày không anh chị? Táp lô, táp bi nè. Trời ơi, nó đẹp. Đẹp hết chỗ chơi anh chị ơi. Rất là mới và tươi nha. Xe này tươi lắm. Xe này đánh giá được 9 điểm không anh chị? 8 điểm rưỡi, 8 điểm rưỡi đến 9 điểm. Và cái hàng này là hàng đập, hàng hiếm rồi. Bây giờ thị trường chưa chắc gì có nữa. Ngoài cái xe này là tâm nghĩ là hiếm. Cái máy của nó bao mới luôn chị ơi. Rin 100% từ keo chỉ cho đến khung gầm, động cơ hộp số, cửa cốp capo là chưa mở con ốc nào hết nha. Táp lô, táp bi, văn gai phải nói rất đẹp. Ủa, bánh mì của ai trên đây nè? Ăn đi chứ. Còn mới lắm anh chị. Đây, cái nỉ ở trong nè. Nỉ này là trời lột ra nó mới dữ lắm nha anh chị nha. Nỉ này lột ra mới dữ lắm. Xe này vừa về là người ta bọc nỉ ra luôn à. Nhìn cái hàng ghế là mình biết rồi nè. Tươi, đẹp, chuẩn. Giá thì 318 nha anh chị. Lúc trước xe này mua không có giá này đâu, bây giờ mới có đó anh chị. Bây giờ giá hay lắm rồi. 318, Tâm nghĩ là xe này Tâm sẽ bán nhanh, bán rất nhanh luôn. Bởi vì 212 là người ta đã chào 212 mẫu cũ, 211 mẫu cũ mà chào Tâm 29 rồi. 29 30 mà xe lấu lấu chạy 200-300 ngàn rồi. Xe này chạy 70 mấy ngàn anh chị. Thật sự nó mới mà nó đẹp. Nói chung là xe rất là đẹp ha. Cái mức độ mà chất lượng và hài hòa với cái sản phẩm này thì anh chị miễn chơi rồi. Không có điểm chơi luôn anh chị ơi. Qua lăng phải nói luôn, cái qua lăng 76 ngàn. Phải nói là cái vô lăng nhìn về thôi mình cũng đủ biết là thật hay giả rồi anh chị. Phím bấm, màn hình, cái này có lo sub hay sao mà nhạc hay lắm. Nhạc hay như vũ trường. Nhạc nói sai xin lỗi anh chị. Nói chung nhạc rất là hay. Âm thanh đã lắm. Âm thanh y như là nghe nhạc ở trong quán cà phê vậy đó. Chứ nói vũ trường là sai rồi. Xin lỗi anh chị nha. Nói nhạc nó như trong quán cà phê vậy đó. Và gia chủ đã trang bị thêm một cái cam hành trình nữa. Đã lắm. 318 anh chị. Tâm nghĩ là xe này Tâm bán rất là nhanh. Bởi vì cái chất xe này thì bây giờ nó thuộc hàng hiếm anh chị ơi. Bây giờ anh chị có tiền chứ đi tìm con giống vậy kêu Tâm tìm là không có đâu. Thì cũng lâu lắm rồi mới mua được con xe chạy 70 mấy ngàn anh chị. Ốc tán nè. 5 vỏ theo xe hết nha. Còn nước sơn thì miễn bàn. Cửa cốp capo là chưa mở. Keo chỉ thì bao cho anh chị là rin nha. Nhìn bản lời nè. Nó đẹp xuất sắc anh chị. Nhìn cái mica đèn nè. Ờ nó trong veo luôn chị ơi. Trong veo nó mới tinh nè. Gầm nè anh chị coi. Gầm gì có đủ đẹp không? Quá đẹp luôn chứ gì nữa anh chị ha. Ốc tán nè. Mới lắm, từng con ốc luôn anh chị. Cái bánh xe cua này Tâm đang mở ra Tâm rửa nha. Cái bô nè. Đó cái bô mà nó còn trắng vậy, cái trục sau còn chấm son luôn anh chị. Tí cho anh chị coi cái máy mê luôn. Máy mới lắm. Máy rất mới. Và nổ êm, chạy nhẹ, nhẹ cực kỳ nhẹ luôn. 318, anh chị thấy hợp lý thì chốt, còn không hợp lý thì để Tâm gặp đúng người đi tìm xe đẹp Tâm bán nha. 2014 chạy 50 ngàn mà thằng em nó mới bán được 400 triệu anh chị. 2014 chạy 40 mấy ngàn nó bán được 400 triệu. Xe này 212 Tâm bán 318 triệu. Và đây là con xe độc, xe có thể là kiếm trên thị trường là giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi anh chị, thậm chí là còn rất là ít hoặc là không còn luôn nha. Này là cũng cọp nhất nhì anh chị ơi.
cũng nhất nhì Việt Nam rồi chứ không còn đâu. Ai mà mua cái xe 22 mà chạy bảy mấy ngàn anh chị. Ốc nè. Chấm son á, vết son của ốc á. Tâm không biết chỗ nào để cảm thấy cái điểm khuyết của em nó để Tâm nói cho anh chị luôn. Xe này nó hoàn thiện anh chị, nó chất lượng, nó rất là tốt. 12 mẫu mới, 12, 13, 14 là nội thất màu xám nha anh chị. 12, 13, 14 là nội thất màu xám và tapi nó là màu nhung xám này. Đó, qua cuối 2014 là nội thất kem. Anh chị lưu ý nha, nội thất kem. Còn ở đây là đầu 2012, 2013 và đầu 2014 là nội thất xám, xám chì. Nó ra cái đợt này anh chị có muốn màu kem cũng không có đâu ha. Nó ra cái đợt này nó như vậy. Và đây là con xe bản đủ 2012 mẫu mới, lăn bánh 76.000. Một đời chủ mua mới, chưa sang tên đổi chủ nữa. Giật cái capo anh cái. Chưa sang tên đổi chủ hết nha. Năm vỏ theo xe hết anh chị. Còn mới dữ lắm. Anh chị thấy cái máy nè. Cái máy mà 2012 mà nó mới cỡ này anh chị. Máy 2012. Cục ABS nè. 4 ốc capo nè. Keo chỉ nè. Này Tâm chỉ sơ lược qua thôi nha, bởi vì xe này là xe riêng nên Tâm khỏi cần quay kỹ cho anh chị ha. Sơ lược qua thôi. Rồi coi cái máy nè anh chị coi nè. Nắp cò nè. Cục keo nè. Bình nước nhiệt nè. Cục nhung của phía trước cách nước nè. Cọp nhất nhì Việt Nam anh chị. Không nhất thì cũng nhì, không nhì thì cũng ba. Nhưng mà dạng cỡ này thì bây giờ đi tìm khó lắm. Lâu rồi Tâm mới mua được cái xe này. Cũng rất là tự hào mua được những cái xe mà đi ít giày. Mình bán mình cảm thấy yên tâm. Và cũng thuộc vô cái tiếp hàng độc rồi anh chị. Hàng độc rồi. Để phục vụ anh chị xe này thì cứ đến trực tiếp công ty ô tô Duy Tâm. Theo địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm. Gọi số điện thoại 0917 215 512. Đến xem con Innova. Cũng cho gọi là cọp nhất nhì Việt Nam. 76.000 cây. Màu vàng cát. 100% là nguyên rin. Một đời chủ mua mới. Không đâm va, không ngập nước. Không một tí gì gọi là lỗi lầm. Tất cả là rin theo xe từ lúc mua tới giờ hết. Mọc thêm một bộ ghế da. Lên thêm một bộ màn hình. Và dán phim cách nhiệt. Còn lại vỏ lốp, ghế nỉ gì là tất cả là của nó hết nha. Xe này anh chị mua về chỉ việc xài thôi, chả phải làm gì hết. Quá hoàn chỉnh anh chị. Đăng kiểm cũng còn dài tới 2025. Bao cho anh chị rút hồ sơ gốc nha. Nếu mua xe đẹp thì đến ngay ô tô Duy Tâm lựa cho mình một con xe vừa ý. Còn xe xấu, xe dập hiện giờ Tâm chưa có. Lúc nào có thì Tâm sẽ đăng lên cho anh chị coi. Còn ủng hộ được thì Tâm rất là biết ơn. Và có cam kết chất lượng cho anh chị bằng văn bản đàng hoàng. Nên anh chị khỏi lo bị lừa, bị gạt, bị gì ở tại ô tô Duy Tâm nha anh chị. Xin hãy liên hệ cho bên Tâm để sở hữu những cái xe xế yêu mà mình cảm thấy yêu thích nhất để về phục vụ gia đình cũng như là cho bản thân ha. Tâm xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị gặp ai bán xe cũ đã qua sử dụng còn tốt, còn mới, liên hệ cho Tâm mua được thì Tâm cảm ơn anh chị và gửi hoa hồng cho anh chị vui nha. Rồi, Tâm xin chân thành cảm ơn và xin dừng cái video này và sẽ tiếp tục lên những video mới để phục vụ anh chị ha. Bên Tâm thì có lợi nhuận, có được sản phẩm đầu ra và anh chị thì có được xe tốt ha. Liên hệ cho Tâm để có được những cái mà mình đang có nhu cầu nha. Tâm xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.